Chào mừng các bạn đã quay trở lại với trang web học tiếng Anh online ece.vn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 18, Shipping. Đầu tiên chúng ta có chữ Ship. Ship vừa là danh từ vừa là động từ. Danh từ là tàu, thuyền và động từ là vận chuyển. Và chúng ta cũng có danh từ Shipment. Shipment nó có nghĩa là sự chuyển hàng, sự giao hàng, sự vận chuyển. Shipment. Tiếp theo ta có từ accurately. Accurately nó là trạng từ có nghĩa là một cách chính xác. Accurately, một cách chính xác. Ta cũng có tính từ của nó là accurate. Accurate là chính xác. Accurate, chính xác. Và danh từ là accuracy. Accuracy có nghĩa là sự chính xác. Accuracy. Và chữ accurate là tính từ, có nghĩa là chính xác. Nó có những từ đồng nghĩa như sau: exact, exact. Concise, concise. Precise, precise. Tất cả những từ đó đều có nghĩa là chính xác. Tiếp đến ta có từ surplus. Surplus nó là tính từ, là dư thừa. Surplus, dư thừa. Và chúng ta cũng có tính từ đồng nghĩa với nó là chữ redundant. Redundant cũng có nghĩa là dư thừa. Redundant, surplus. Carrier. Carrier danh từ có nghĩa là người vận chuyển. Carrier danh từ là người vận chuyển. Catalog. Catalog nó là danh từ có nghĩa là danh mục sản phẩm. Catalog, danh mục sản phẩm. Tiếp theo ta có từ fulfill. Fulfill động từ có nghĩa là hoàn tất. Fulfill, hoàn tất. Và chúng ta cũng có danh từ của nó là sự hoàn tất. Fulfillment. Fulfillment. Inventory. Inventory danh từ có nghĩa là hàng tồn kho. Inventory danh từ là hàng tồn kho. Retain. Retain động từ có nghĩa là giữ lại. Retain, giữ lại. Và chúng ta cũng có từ gần nghĩa với nó là chữ prolong. Prolong là kéo dài. Prolong, kéo dài. Tiếp đến ta có từ supply. Supply vừa là danh từ vừa là động từ có nghĩa là cung cấp. Danh từ là sự cung cấp và động từ là cung cấp. Supply. Firm. Firm vừa là danh từ vừa là tính từ. Danh từ là công ty và tính từ là ấn định. Firm. Tiếp đến ta có chữ destination. Destination danh từ có nghĩa là điểm đến. Destination, điểm đến. Tiếp theo ta có từ keep track of. Keep track of là động từ có nghĩa là theo dõi. Keep track of, động từ là theo dõi. Và đồng nghĩa với nó chúng ta có chữ monitor. Monitor, động từ cũng có nghĩa là theo dõi. Ta có từ get out. Get out có nghĩa là xuất kho. Get out, động từ là xuất kho. Nó đồng nghĩa với chữ ship out. Ship out, động từ cũng nghĩa là xuất kho. Cuối cùng ta có chữ delay. Delay, động từ có nghĩa là trì hoãn. Delay, động từ nghĩa là trì hoãn. Và đồng nghĩa với chữ delay chúng ta có chữ postpone. Postpone cũng nghĩa là trì hoãn. Postpone. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại những từ vựng mình mới vừa học nha. Đầu tiên chúng ta có chữ ship, vừa là danh từ vừa là động từ. Danh từ là tàu, thuyền và động từ là vận chuyển. Và chúng ta có chữ shipment. Shipment danh từ nghĩa là sự vận chuyển. Tiếp đến ta có chữ accurately. Accurately trạng từ có nghĩa là một cách chính xác. Accurately trạng từ, một cách chính xác. Và chúng ta có tính từ accurate. Accurate là
chính xác. Và accuracy, danh từ accuracy, sự chính xác. Và chữ accurate có những từ đồng nghĩa như sau: exact, concise, precise. Tiếp theo chúng ta có chữ surplus. Surplus, tính từ có nghĩa là dư thừa. Surplus, dư thừa. Và chúng ta cũng có tính từ là redundant. Redundant đồng nghĩa với chữ surplus. Tiếp theo chúng ta có chữ carrier. Carrier, danh từ là người vận chuyển. Carrier, danh từ người vận chuyển. Tiếp theo chúng ta có chữ catalog. Catalog là danh mục sản phẩm. Catalog, danh từ là danh mục sản phẩm. Và chúng ta có chữ fulfill. Fulfill, động từ có nghĩa là hoàn tất. Fulfill, hoàn tất. Và danh từ của nó là sự hoàn tất là fulfillment. Fulfillment. Và các bạn cũng để ý trong cái tài liệu của mình, cái chữ catalog. Catalog là C-A-T-A-L-O-G. Tức là cái chữ O đó, bạn phải sửa thành chữ A đó, nó mới đúng nha. Rồi tiếp theo chúng ta có chữ inventory. Inventory, danh từ có nghĩa là hàng tồn kho. Inventory, danh từ là hàng tồn kho. Retain. Retain, động từ có nghĩa là giữ lại. Retain, giữ lại. Và chúng ta có động từ đồng nghĩa đó là chữ prolong, có nghĩa là kéo dài. Prolong, kéo dài. Supply, vừa là danh từ vừa là động từ, có nghĩa là cung cấp. Supply, cung cấp. Firm, vừa là danh từ vừa là tính từ. Danh từ là công ty và tính từ là ấn định. Firm, công ty, ấn định. Destination. Destination, danh từ có nghĩa là điểm đến. Destination, điểm đến, dùng cho vận chuyển hay là đi lại. Destination. Keep track of. Keep track of là động từ có nghĩa là theo dõi. Keep track of, theo dõi. Và chữ keep track of đồng nghĩa với chữ monitor. Monitor. Tiếp theo chúng ta có chữ get out. Get out, động từ có nghĩa là xuất kho. Get out, xuất kho. Và chữ get out đồng nghĩa với chữ ship out. Ship out. Tiếp theo chúng ta có chữ delay. Delay, động từ có nghĩa là trì hoãn. Delay, trì hoãn. Chữ delay đồng nghĩa với chữ postpone. Postpone có nghĩa là trì hoãn.